Nó lú đầu đó, lú đầu đó, kìa 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 kìa. Lú đầu. Thấy lên. Nè, cái thuốc nè. Đổ cái lấy cái cổ hấp lại. Mình mương tính mình có tổng cộng là 5 cái mương hết á. 1 2 3 4 5 mương. 5 mương thì mình đi hết 2 mương. 2 cái ao rồi cả nhà. Nhiêu đây được nhiêu đây, nặng quá. Cho nên mình đem vô. Đem vô để bớt. Ừ. Nè, mình để bớt để vô chạy. Rồi mình lấy cái mình đổ cá bớt ra cái mình đi mình lấy cái khác đi tiếp, nặng lắm cả nhà. Thôi. Cái lớp kìa. Rồi, lượm đi con, lượm bớt đi. Đưa cái xô cho bà. Ừ. Cái mình đem vô nhà rồi, mình đem vô cái chạy bớt rồi. Giờ cái gỗ nó nằm tấm mát chứ. Mới đi chút xíu được mấy con nữa nè cả nhà. Nè, rồi ba thấy rồi, vô cái rô bỏ vô cái rô kìa. Đây nè, nè. Cái rô nhỏ này nè. Cái mặt mày kìa. Cái mặt mày mới tắm xong. Xinh bùng hết trơn à. Con tạo ra cậu chuột xinh. Con để con đứng lên con phèo xuống. Hay quá trời hay. Chạy qua bên đó xem tao nói ủa kiếm cái gì bên đó hoài vậy. Đó. Đó đó đó. Ừ. Nó cứng. Con nào đâu? Ở đây là đây nè, đây nè. Rửa, 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 rửa. Rửa sơ thấy nhỏ nè. Đó, nó là cái bậc cái đó đó. Ừ, đó là con nữa, hai con luôn hả nha. Hai con luôn ha. Ngon lành. Quá trời. Đây. Quá trời cá lóc đầy nữa hả? Có con ốc đá đó ha. Gì bên đây à? Anh em mình đi mới có 2 clip à. Được một nửa thùng bê cá. Đi ngoài đó nữa. Ờ. Với hả? Ừ. Với thêm đây nữa nè cả nhà. Đèn nướng bàn cá. Ờ. Đây. Đi đi được khoảng được 30 mươi hả tính. Đi 5 mương mà hai anh em mình đi 3 anh em mình đi khoảng được 2 mương rồi, 3 mương rồi. 3 mương rồi cả nhà. Thì anh em mình nghỉ mệt. Do cái điện thoại mình hết pin á, mình dừng lại tí xíu để mình sạc pin với mình nói chuyện với cả nhà mình tí xíu với phần nướng ăn con cá cũng hơi đói hơi khát nước á. Nghỉ mệt chút xíu rồi anh em mình tiếp tục cái hành trình đi bắt cá tiếp rồi cả nhà. Đây bữa nay nướng cá hồi nãy á là anh em mình là hồi nãy là cũng đã nướng một con cá lóc với mấy con ốc rồi, bây giờ lại nướng tiếp 3 con cá nữa, còn cá rất là nhiều. Rồi mình ăn thì ăn mà còn cái nào mình chừa lại cái nha, chừa lại để còn Tết nhất rồi khách khứa nữa. Cho nên anh em mình nói chung là nhiều lắm, ăn cũng không hết đâu. Tiếp tục anh em mình lại tiếp tục cái nha. Đây hả? Anh nào hả? Cái gì vậy? Tao. Tiếp tục cái hành trình, còn 2 mương trở lại rồi cả nhà. Cá lóc, thấy lên. Ờ ừ hay ta. Đây. Mình dồn cá vô nhà nữa rồi cả nhà. Dồn vô trong trong trại đi. Để mình ginh nặng lắm. Bây giờ còn 2 mương cuối thì anh em mình đi luôn. Con cá gô. Giật con cua anh chặn lên đây. Wow, mẹ ơi, bắt là bắt lên rồi khoa. Rồi ơi coi rồi, cô chú rồi, con cua giống như con cua biển luôn á. Đây nè. Rồi con để bàn tay con coi. Nó kẹp. Ừ bằng luôn. Thấy chưa? Ngồi ở con cua nè, ngồi con cua này nó đã ông nội ơi, cái càng khứng già luôn. Quá trời đã luôn. Ơi mát, cái chuyện đó anh rửa nó kịp ngón tay con sao? Kịp ngón tay con thì con đau chứ sao? Sốt buồn, chừng xịt máu, có chừng xịt. Ừ, nó lọt chứ giữa. Chú Tính nói vậy. Lọt giọng.
á. Ừ thì đó. Càng nó bự, nó có khoảng trọng bự. Bự ha. Được rồi, trưởng thành nè. Đây. Cái nhà này, đây con lươn. Ồ, nó lẻ lắm. Ồ. Wow. Đây. Cái này sáng, cái này mộng á. Cái đi lại tới, lại tới. Ừ đó, đó, đó. Ừ ngay trước mặt đó. Ừ, rồi chạy luôn rồi. Ra ngoài rồi. Chạy luôn rồi đó, phóng luôn rồi. Thôi chích cái đi hồng đi kìa. Trong đó. 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 Cái hồng ngay miếng bèo đó. Trong đó. Ừ, đó ngay cái giờ luôn để xuống. Ừ. Đó, rồi lụm. Đó. Cái đi hồng này. Đẹp ha. Đẹp. Cái đi hồng này ở quê mình nhiều lắm á cả nhà, ở ngoài sông á. Thì có duyên, có dịp thì mình sẽ làm, mình với anh Tính sẽ đi chài cái đi hồng cho cả nhà mình xem nha. Chia sẻ với cả nhà mình ở dưới quê mình cái đi hồng mình thôi, dữ lắm luôn ở ngoài sông. Cái này là mương nhà. Ồ, đây bỏ cho luôn. Được con lươn nữa. Nó xin. Hai con lươn hả? Ừ, được hai con rồi, ngon quá. Thì ngồi ở dưới gốc cây này nè, chờ Tính nó lại đẳng cái nhà, lại đầu đó nó chích dài lại. Thì cái nhà thấy ở đây có cây cốc nè. Trái. Khoa khoa bẻ cho ai chùm cốc coi. Chùm một chùm luôn hả? Ừ, bẻ hết một chùm luôn. Tính thì nó đang ở dưới cái nhà, nó đang đi dài lên. Đó, nó đang tuốt ở dưới đầu dưới nó đang đi dài lên. Thì cha con mình ngồi ở đây để hơi nó cũng đi tới. Đây, bẻ được chùm cốc. Rửa tay cái. Ừ, đi rửa tay đi con. Đây cái nhà không có bay xuống sông nha. Đây một chùm cốc, cái nhà thấy nhiều lắm, nhiều lắm cốc của con Tính nè. Mình sẽ quay cho cái nhà coi cốc nhiều lắm, nhưng mà cha con mình thì chỉ bẻ ăn chùm mà ăn thôi. Đây là cái nhà ăn trong khi thời gian để chờ đợi con Tính lên ở dưới đó, là tại vì do là nước cá đi sử dụng mình chích dồn lên đầu này. Chua. Chua quá. Và bây giờ. Trời ơi, đang rửa tay cũng gặp con cò đứng trên cây sụn. Có ai không? Ăn gì? Không biết nữa. Khóc. Vậy cô chú đi. Con không rồi. Mà chú nha. Ừ, chú nha. Ừ, cá trắng dữ lắm, cá trắng luôn á. Cha ông nội ơi. Tính nó lên tới. Trời ơi, thấy cá nó mừng nó chạy té luôn rồi kìa. Trèo lên. Ừ. Thấy con cá nó chạy té luôn cả nhà. Có sao không con? Có đau ở đâu không? Rồi vô trong mát đứng nè, nắng dữ lắm đó. Đây, cái nhà thấy được thêm con. Xíu chưa? Cốc giờ. Cái ống tượng. Ừ, thịt dữ lắm, thịt luôn. Cái ống tượng này cả nhà. Ớt như thịt nhiều lắm hả? Ờ, thịt nó nhiều dữ lắm. Bây giờ. Đi. Đúng là mới mưa ngày đó vậy, ít dính cá lóc ha. Đó, 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 trời ơi, nó. Quá đã. Quá đã. Ê, một con, lụm lên. Đây, sẽ gặp ba cái cày. Trời ơi, quá trời đó. Rồi, vô. Nãy mình đưa không tập trời. Nó ở trong này. Nó trong cái bọng cây đó tính. Nó có hàng đó. Ừ. Con gì nữa hả? Thế thôi, thả lên đi, thả lại đi, bỏ lại nó đi. Ừ. Chín mươi. Ăn ủi. Có khi bạc bọc. Ừ. Tính chạy hả? Mắm mưng.
anh em mình đã đi hết 5 cái ao rồi, cho nên bây giờ anh em mình vô đi vô thống kê coi được nhiêu cá, rồi thống kê coi mình được nhiêu cá, nhiêu ốc, bắt được con gì, rồi xin dừng cái video ngay cả nhà, đi dài vô để coi thống kê được bao nhiêu. Anh em mình đi về được nhiêu cá đây. Quá trời cá luôn rồi cả nhà, chắc dồn đi dồn lại dám đầy xô đậu thử. Đẩy thùng bê, ơi còn gì không đầy ha. Còn. Ừ. Để mình thống kê, mình với thằng Tính kiểm tra cái thống kê ra coi được. Thôi cần thử không Tính? Ừ, một xô luôn, quá trời luôn cả nhà. Thấy một xô cá. Bữa nay quá trời trúng. Vô đây nè con. Nắng con đi vô trong mát đứng đi. Vô trong mát đi con. Nè vô đây thống kê với chú Tính nè, điểm cái với chú Tính nè. Bắt cái ra đi. Quá trời luôn. Nóng rồi. Tới tới vô bắt cái với chú nè. Với chú Tính nè. Vô lụm cái ra. Để lên dưới lên tranh thủ lên con về coi. Về tắm rửa rồi. Qua bên kia ngồi phía này nè. Con làm chỗ nào. Để cái nhau vô đó đi. Rồi ốc thử cá lóc chứ đi. Được 4 kg cá lóc, trừ cái thùng còn 3 kg ha, thùng không tới 1 kg nhưng mà trừ 1 kg luôn, còn 3 kg cá lóc. Rồi cá rô, cá rô này là được 2,6 kg cũng như được 1 kg mấy cá rô. Nó xích cá rô ha, cá rô ngon, nó xích cá nhạt rồi ngon rồi. Cá rô rồi, ở đây là cá trắng. Ở đây là mình 2,8 kg cũng như được 1,8 kg nữa, tính ra là hết tổng cộng hết chân là hơn 5 kg cá. Ốc là chưa tính nè, ốc được mấy ký ốc? 2 kg không? Ốc 2,2 kg như 2 kg. À, cái gì là tổng cộng thành quả của anh em mình, chú cháu mình thì được cũng gần 7 kg, 7 kg lương thực. Thì cả nhà thấy bữa nay anh em mình thì đi săn, đi bắt, đi trong hầm của vườn của con Tính rút nước cạn ra thì bắt sạch cả nhà, nhưng mà còn cá con rất là nhiều. Mình với con Tính thì không có xiết, không có kiểu như là nhấp điện nhẹ nhẹ tại mương nhà mình hay là ở đâu cũng vậy. Mình với cái nguyên tắc của mình với con Tính là đặt ra là bắt cá nếu như dùng kích thì phải bắt nhấp nhẹ thôi, không được nhấp lâu, nhấp lâu thì cá con lại chết, cho ảnh hưởng đến sau này thế hệ sau là không có. Cho nên anh em mình cả nhà thấy đó, cái kích mà của con Tính là cái nhà có coi vậy đấy, lại để kế bên giò của thằng Tính khoảng chừng khoảng 5 tấc mà vẫn không giật. Tại vì anh em mình thiết kế một cái máy này ra như vậy để cho nó hạn chế chết cá con cả nhà. Anh em mình chỉ bắt cá bự thôi. Mà ngộ lắm, cá càng bự thì nó càng dễ chích chết rồi cả nhà. Cho nên anh em mình bữa nay thì cho tổng cộng hết trơn là vừa ốc, vừa cá, vừa cua, vừa cá rô, cá lóc, tất tần tật thì khoảng được 7 kg. Thì bữa nay thì như đây thôi cả nhà. Anh em mình chỉ làm những cái video như vậy. Cá thì bữa nay được rất là ngon, là nướng, nướng ăn rất là ngon, ốc nướng, cá nướng ngọt thế không pha. Cho nên anh em mình sẽ dừng cái video ở đây nha cả nhà. Cả nhà mình có coi, có xem của kênh Trong Khoa Vlog, cả nhà nhớ ủng hộ cho ăn like và đăng ký kênh cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều, cảm ơn cô chú đi con. Bye bye cô chú. Bye bye. Chúc mừng năm mới nha, chúc mừng cuối năm, sẵn dịp chúc mừng cho cả nhà mình luôn, chúc mừng năm mới mà ăn phát tài nha. Bye bye.